theo các cái xe của bên ban chỉ huy quân sự của bộ tư lệnh thủ đô ấy ạ, họ đưa đi về cái nơi tập trung rồi, và hiện giờ là các xe đang quay lại để đón các cái đoàn tiếp theo. Theo các anh ấy thông báo ấy, mà đang liên hệ trực tiếp bên bên đấy ạ, thì khoảng 3:30 là xe nó sẽ lên đến đây. Cái việc này xin các anh chị thông cảm, bởi vì cái xe đón ấy nó phải đảm bảo cả cái yếu tố mà người ta phải khử trùng hoặc là ấy nữa, các quá trình mà trước khi nó lên đó anh chị. Em có ý kiến như này nha. Ví dụ chuyến qua ta bọn em từ 7 giờ sáng đúng không anh? Thì bọn anh cho cái bọn qua ta nó đi đi để cho bọn đúng cho rồi. Người khác đến. Chứ bây giờ cứ hồn nùn nhau đến là đưa nhau chết đúng không anh? Em nói với chị vừa ạ. Hoặc là nếu các anh chưa đưa được cái thì các anh tách bọn em xuống cái hố dưới cái kìa. Ngồi ở xó đấy để tách những cái người đến sau đi. Những này các anh dồn hết vào đây. Anh nào chúng em sống nữa sao được? Nói cho em bây giờ anh bảo anh chỉ biết là cái nhập thôi, còn cái đứa mà đến thì anh chết lại. Vừa xong anh bảo em là như này này. Y tế đã kiểm tra rồi, người bị nặng mình đưa đi rồi đúng không anh? Thế còn cái người vừa xong anh nói như thế, thì bây giờ tất cả đây là người có bị và người bị nhẹ thanh cho các em đi về cách ly đúng rồi. Kêu cách ly đúng. Đưa về đường xã là cách ly ở nhà, đường xã không về nhà. Anh nói em rất là hiểu, nhưng anh phải thông cảm với bạn em này. Từ 7 giờ sáng đến bây giờ rất là mệt mỏi. Anh làm theo ca rồi anh nghỉ đến người khác làm. Anh xem bọn em từ 7 giờ sáng đến bây giờ anh xem sống kiểu gì. Không, em may dài. Mà cái nguy hiểm nhất này em muốn nói cho anh này. Bọn em 7 giờ xuống thì lại có một chuyến 8 giờ nó xuống, lại có chuyến 9 giờ nó xuống, lại có chuyến 10 giờ nó xuống. Anh xem có chết không? Anh xem có chết cả một lũ thôi. Bây giờ em chỉ có ý kiến thế này này, bây giờ anh làm sao, anh làm ơn làm phước ấy, anh giải quyết làm sao của y tế. Ai có trường hợp nặng thì cho đi trước đi, ai có trường hợp nhẹ thì cho người ta về tự. Okay. Em yêu cầu, em không phải yêu cầu những ý em muốn nói để cho tất cả mọi người đều được việc. Chứ bây giờ anh xem cháu nhỏ nhá, ăn cũng ăn, uống cũng uống. Dĩ nhiên anh có đưa nhưng mà chúng nó không ăn hộp hộp vị. Chúng nó vật vã, chúng nó ốm chỉ vì ngột ngạt thôi, bọn em cũng ngột ngạt. Anh xem cả một chuyến bay nhá, quần áo không được thay, cứ mặc như thế này thôi. Cái xe các xe lên đón ấy, thì đưa những khách từ các chuyến trước đi rồi. Anh ơi, còn hành lý của em bây giờ anh xin ý kiến. Ai là trường hợp nặng anh cho đi, còn ai trường hợp nhẹ anh cho bọn em tự cách ly. Thì anh bảo tết đây, có y tế bảo là 2 tiếng có, chiều có, đầu giờ chiều có cũng không có. Đến bây giờ 3 giờ chiều rồi nào, đúng không? Em nói đều là gần như là 11 giờ. Cái lời của anh nói như nào thì bọn em chấp hành nghiêm chỉnh như vậy, và bọn em chờ đợi đến như vậy. Chứ không phải bọn em tự nghĩ ra. Và cái bộ luật là 12 giờ ngày 15 tháng 3 mới không cho nhập cảnh. Tôi hỏi thêm cái chị này nhá. Hiện giờ các bộ phận ở đây bao gồm kiểm dịch y tế, công an ở Hồ Bài, bộ phận xuất cảnh ấy, và hải quan cũng như là an ninh hàng không, tất cả đã cùng làm một lúc để làm sao nhanh nhất để giải quyết cho mình. Từ sáng đến giờ bọn em 7 giờ sáng còn chưa nhanh được một đứa nào ra khỏi chỗ này, cả một nhóm qua ta đấy nói là đứa nào hơi léo. Chuyến xe tiếp theo như chị hỏi là 3:30, theo anh kiểm dịch thông báo lại. Rồi bắt đầu. Thì khoảng bao nhiêu người đi được lúc 3 rưỡi ạ? Anh hay là chỉ mấy người thôi, nặng người không phân loại. Không phân loại, thế bây giờ em hỏi anh nhé. Cứ người nặng với người nhẹ cho hết vào nhau, thế là chết hết rồi. Em nói nghe vậy, xét nghiệm thì không trả lời luôn. Nhưng mà chuyến xe thì bao nhiêu người hả anh? Mà bây giờ chuyến xe không cần chuyến xe mà em phải hiểu rằng cái hàng có trả trước chú trước ạ? Các hàng không sẽ liên hệ với hải quan để đưa lên đây cho chú ngay rồi. Như này này, bác yên tâm ở hàng sẽ trả cho mình. Cái chuyến sớm nhất lúc bọn em về đến giờ đây là cái chuyến cuối cùng là 11 giờ. Và bây giờ là 3 giờ chiều. Đó là 4 tiếng đồng hồ không có một chuyến nào đi lên. Mà trong cái hai chuyến trước khi bọn em về, chuyến trước 7 giờ. Người ta đã đi ra rồi. Là người ta đi hết rồi, không có ai là theo kiểu là đi nhanh đi nhẹ, đi hết rồi gọi hộ chiếu đi sạch. Chỉ có bọn em đứng lại đấy từ lúc 7 giờ. Mà bây giờ cho đi nhá. Mà bây giờ không cho đi. Hay là người không bị xin anh chị thông cảm nhé. Anh hiểu không? Bây giờ người nặng người nhẹ ra chung một phòng. Anh muốn nói với anh là bây giờ người nặng người nhẹ. Bây giờ không phân biệt được. Bây giờ không phân biệt được. Chị hay tôi đều không được. Ám hiệu. Tám hiệu.
Anh còn chơi đằng xỉn phép đất để đằng xỉn. Thế thì nhốt chúng em mỗi thứ một góc, ngồi chỗ nào đi. Chứ bây giờ nhốt tập thể vào thì bọn em chết đầu tiên. Em nói thật. Chưa đâu mang đến đâu. Chị phải hiểu là... Anh phải hiểu rằng chuyến bay... Anh ơi, không phải. Cái chuyến bay mà có 4 người hoặc 5 người bị thì là ok cả chuyến. Nhưng mà chuyến bay của bọn em chưa có một hiện tượng nào. Thì tại sao bắt bọn em giam lẫn vào với nhau? Thế cái người vừa khi xuất xuống sân bay bị nhiễm của cái người chuyến trở chuyến sang xuống lây nhau. Thế có phải lây nhau chết không? Ui giời ơi. Nhà do y tế họ quyết định. Thế bây giờ không quyết định nữa cho bọn em về thì bọn em ở đây mà chết cả. Bây giờ là mình đang chờ xe để lên đón mình về. Anh ơi. Ui giời ơi. Nhưng mà y tế nói là họ không liên quan. Bây giờ bọn em nói không liên quan vấn đề gì cả. Anh xin lỗi, Anh nhầm với các bộ phận bác sĩ á. Bác sĩ họ lên đây để họ làm lấy mẫu. Anh ơi. Em bây giờ em chỉ nói mỗi cái nhỏ như này. Bây giờ cái người anh không phân biệt được các bộ phận ở đây đâu. Anh phân biệt cho người không biết. Thế thì anh ơi, em làm chậm cái việc làm của các bộ phận ở đây. Thế thì anh mời mọi người có trách nhiệm lên trả lời cho mọi người, cho mọi người yên tâm. Anh mời người có trách nhiệm lên để trả lời cho mọi người yên tâm anh. Trách nhiệm mọi người đây. Mình đang hỏi câu hỏi nào ạ? Bây giờ em đang muốn nhá, em muốn hỏi anh này. Không, em không biết cả tất cả mọi người. Em không nói với anh như này, là ngắn gọn nhất thôi, từ sáng giờ em sờ đến giờ phút này không tính nữa. Mà em muốn nói này, trong cái số 100 người qua ta của bọn em, 99 người không bị, thì một người bị, thì anh chẳng may anh giam vào cùng buồng với một người, 99 người đấy thì bọn em có chết không? Ai chịu trách nhiệm? Anh trả lời câu đấy cho em. Thôi, không có trách nhiệm cho họ ấy. Có y tế rồi. Vâng, anh mời có người có trách nhiệm. Anh Nam ở đây đã trả lời mình rồi. Anh ơi, anh bảo là anh có giải quyết, anh không biết. Đầu tiên bọn em xuống sân bay từ 7 giờ sáng, anh bảo em là chờ nhanh nhất là 2 tiếng. Mà chậm nhất là đầu giờ chiều. Như vậy tôi đề nghị anh này, xin anh làm phúc anh này cho các cháu chúng tôi về đi. Tự nguyện đi. Cốc sữa để cho nó uống để... Không sống nổi anh ạ. Để cho nó cầm cự. Anh ạ. Không thể sống nổi. Vì mình là con người. Ép lực thế này làm sao sống nổi anh? Bây giờ nha mọi người mà không có ý kiến như vậy nha, người ta sẽ giam chung lẫn lộn vào thì tất cả mọi người đều dịch giống như nhau hết. Lấy chọc chó xưa này, đi ra chọc chó xưa.